Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình lại mới về một chiếc Linden Gia sản xuất 1997. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng, mang biển số 30A 070279. Và sau đây mình sẽ quay qua về phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, thân vỏ của chiếc xe màu đen. Xe rất cứng xe, sơn xi rất sáng bóng, sạch sẽ. Bốn bánh phanh ABS, đa năng đúc. Dàn bốn lốp của nó còn đến 70-80%. Chiếc Linden Gia này số sàn máy 2.0, đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Anh em là đúng chân thì alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Đây là phần sơn xi của chiếc Linden Gia sản xuất 1997. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Bản sedan 2 đầu. Chỉ có 65 triệu đồng anh em đã sở hữu được chiếc xe để tránh mưa tránh nắng trong dịp mùa đông giá lạnh. Đấy, và sau đây mình sẽ đi vào nội thất để cho anh em được xem. Vâng, đây là chiếc nội thất của chiếc Linden Gia sản xuất 1997. Mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đã có màn hình của số phanh tay. Đây nội thất của chiếc Linden Gia sản xuất 1997, đang có tại cửa hàng mình. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe Linden Gia để tránh mưa tránh nắng. Đấy, đây phần táp lô táp ly cánh cửa của nó anh em nhé. Vâng, đây là phần ghế sau của nó. Đấy, mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Linden Gia sản xuất 1997, máy 2.0, số sàn, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Anh em đã sở hữu một chiếc xe bản sedan 2 đầu. Đấy, sơn xì rất sáng bóng, xe rất cứng xe. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa sau. Đấy, đây là chiếc Linden Gia. Đây, ghế chỉnh điện anh em này. Đây là phần bô lăng. Bô lăng 4 chấu. Bô lăng còn rất đẹp anh em nhé. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Số phanh tay. Đấy, trần nỉ rất đẹp, hai đèn trần. Đây một đèn trần này. Đây đèn nữa, hai đèn này. Đấy, trần nỉ. Đấy, có gương trang điểm, chắn nắng. Đây chắn nắng. Đây là phần gương chiếu hậu. Sau đây mình sẽ lổ máy lên cho anh em xem.
máy đã lỗi anh em nhé. Máy lỗi rất êm. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Đây, xin nhá. Âm thanh vũ trường rất sống động. Đấy, và sau đây mình sẽ đi vào tổng quan khoang máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Lidenza sản xuất 1997 đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc xe bản sedan hai đầu để tránh mưa tránh nắng trong dịp mùa đông giá lạnh. Đấy, chỉ có 65 triệu đồng anh em đã sở hữu được một chiếc xe Lidenza. Đây là phần máy móc của nó. Máy nổ rất êm. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Anh em nào mua đúng chân mua chiếc xe này về tập lái thì quá ok. Dành cho những người mới học bằng xong để tập lái. Mua con này về thì quá ok. Đây, chiếc Lidenza sản xuất 1997 1997 anh em nhé. Máy 2 chấm. Bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay xong một chiếc Lidenza sản xuất năm 1997 đang có tại ở cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Anh em nào đúng chân thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.